Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tính về Travel Lifestyle Experience. Thì hôm nay Tính mời các bạn cùng dạo một vòng quanh cái sự kiện mà Tính được mời đến tham dự. Đó là cái sự kiện Swoosh Street Battle. Đây là một cái sự kiện mà Nike ACFC Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa đường phố, ví dụ như là bóng rổ nè, ví dụ như là vẽ graffiti nè, ví dụ như là rap, là hip hop. Không gian bên trong của sự kiện cũng khá là rộng khi ở sảnh chính của Takashimaya, thì giúp cho khán giả, những cái người đến tham dự có thể trải nghiệm một phần nào đó những cái góc văn hóa đường phố mà Nike mang lại trong cái sự kiện này. Và tất nhiên không thể thiếu những đôi giày Nike, những cái đôi giày, những cái mẫu giày đã làm nên cái tên tuổi của Nike và được các bạn trẻ rất là yêu thích. Thì cái dàn khách mời của Nike hôm nay cũng rất là chất, đó là chính là các rapper như là Wooi, như là Giới Chất, như là Lăng LD. Thì ngoài ra thì Nike ACFC cũng còn mời đến những cái influencer, những cái KOL. Thì Nike cũng muốn là phát triển những cái cộng đồng, những cái nhóm mà có cái tầm vóc ảnh hưởng, cũng như là giúp cho mọi người trải nghiệm được những cái văn hóa đường phố mà Nike muốn mang lại trong cái sự kiện này. Thì các bạn cũng có thể thấy những cái khu, những đều có mang những cái chất riêng, những cái nét đẹp riêng ha. Rồi ví dụ như là cái khu của bạn DJ nè, bạn DJ thì nhảy rất là sung cùng với âm nhạc, đã tạo nên một cái không khí rất là sâu đậm ở trong cái gian hàng của Nike ACFC, là mọi người là vừa thưởng thức những cái văn hóa đường phố, là vừa được enjoy về âm nhạc, vừa được gặp gỡ những cái người bạn của mình, hoặc là tìm gặp gỡ thêm được những người bạn mới. Thì nó rất là vui, nó tạo nên một cái không khí rất là thoải mái, rất là thú vị ở trong cái gian hàng của Nike ACFC. Mở đầu chương trình bằng một tiết mục nhạc popping, một cái tiết mục nó mang đậm hơi hướng của đường phố, với từ trang phục cho đến cái các cái động tác biểu diễn. Mời lên sân khấu anh Louis và anh Philip, đại diện của Nike ACFC, xin trân trọng kính mời anh ạ. Xin chào mọi người. Trước hết tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để xung quanh sự kiện của Nike Swoosh. Và cũng có một cái phần là battle nhỏ nhỏ bóng rổ giữa hai bạn nữa. Tiếp theo sẽ là một phần cũng rất là thú vị nữa, đó chính là phần big boxing. Giống như em từng thích đôi này nè, mang nó khi đi chơi với thằng bạn khắp nơi, mỗi khi má ba rầy rà chúng ta bay thật xa, chạy thật nhanh bỏ lại đằng sau phiền muộn, mặt trời lặn những cánh chim chưa về chuồng, ta tình thề đừng để giọt lệ tuôn cho đến khi nằm xuống, chúng ta cười vào xã hội xem nó như là giở tuồng. Thôi vậy được rồi ha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em được à? Thế Bảo ơi, à em đây rồi. Một dancer được rất là nhiều mọi người khán giả biết đến qua chương trình Số Giới Thiên Như Kinh Đen. Dạ em mời cả ba bạn đứng vào, Bảo em vào đây đi. Anh bỏ xuống. Ôi, em đứng ngoài thôi ạ. Ôi, vậy tôi đứng dưới luôn, ghê chứ. Em gì ạ? Anh hy vọng là lát không có cái cuộc thi mà phải one on one với anh nàng. Con này anh biết cách trả lời nè. Anh hiểu anh nghĩ là trong mỗi người chúng ta nó luôn có một cái ngọn lửa bùng cháy mà mình tạm gọi tắt nó là đam mê đi ha. Thì cái ngọn lửa này nó bùng lên trong anh khoảng từ lúc anh 15, 16 tuổi. Cho tới thời điểm hiện tại đó, vào lúc 15, 16 tuổi anh phát hiện ra nhạc rap và anh dính với nó, thì cho tới thời điểm hiện tại nó ngày càng cháy càng lớn. Anh sẽ không biết là tới khi nào nó bùng lên mãnh liệt nhất, rồi nó mạnh nhất, rồi sau đó nó sẽ
going down. Anh không biết được chừng nào cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà ở thời điểm hiện tại anh rất vui khi mà anh gặp những người anh em của mình trên con đường rap Việt, ví dụ như là Dế Chắc ở đằng kia, BB6 ở đằng kia, You Know Big Boy ở đằng kia, Lang LD ở đằng kia, và có cả JB7 và đó. Em đứng bên này hả? Mọi người chàng hóa tay cho dòng JB hả? Thì anh gặp được gặp những người anh em của mình, và bây giờ mới có thêm nhóm nhỏ là em của anh là Bin ở đằng kia. Bin, anh rất là vui khi mà cái ngọn lửa đó đã ở khắp nơi mình, lan khắp nơi mình, và đâu anh cũng thấy, và anh nghĩ là anh sẽ keep nó và just do it, just like. Yeah. Cảm ơn anh Rory rất nhiều. Cái ngọn lửa mà anh nói nó hừng hực cháy bên trong mỗi người. Theo như Kiều Ngân nghĩ thì mỗi người chúng ta đều có thêm một cái nhân cách nữa ở bên trong, mà chẳng qua là chúng ta không cho cái nhân cách đó có cơ hội được phát triển tài năng của mình mà thôi. Và thật là may mắn đối với anh Rory, năm 15, 16 tuổi là anh đã tìm thấy rap, tìm thấy đỡ không nổi nữa. Đây là thời điểm và thời khắc để cho rap tỏa sáng. Và đối với anh thì anh có nhận định gì về trào lưu rap Việt thời gian gần đây, cũng như là xu hướng trong thời gian sắp tới không ạ? Anh nghĩ là không phải là thời tới rồi kẻ không đổi, mà đó là cái sự luyện tập. Em biết cái sự luyện tập qua rất là nhiều năm mà anh và tất cả các anh em ở đây đã phải cố gắng, như nó miệt mài trong bóng tối rồi cho tới thời điểm này nó có một chút xíu may mắn hào quang ở trên nó đang bước xuống cho mình thôi. Thì anh biết là cái thời điểm này nó cũng sẽ qua rất là nhanh luôn. Sẽ tới năm cái trend đó nó sẽ thay đổi, nó sẽ là rock, nó sẽ là bớt ballad or something, I don't know. Nhưng mà nó sẽ quay trở lại và mạnh liệt hơn nữa hơn cái năm vừa rồi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và lội giò không có đi, ta phải khiêm đi, và sau đó mình phải tập chạy cho cái cơ nó quen từ từ, mình phải something like that, đấy. Nhưng mà cái đó là bề nổi thôi. Cái bề chìm ở dưới á, để Stefan trả bài I Know You Wrong. Chào lắm. Cảm ơn anh Rory đã giúp đỡ em. Không thì cũng là bóng rổ của em bắt cũng đang sinh cũng là không có cách gì hết. Và ngày nào sẽ có, không phải ngày nào lòng sẽ lên, nó sẽ nghe được xuống. Nhưng mà set đó là rất là quan trọng đấy. Never be too high, never be too low. Là lúc nào cái không đưa được để cái emotion mình control mình lúc nào cũng phải lúc khó khăn mình phải nghĩ lại mình ngày mai sẽ có một ngày nữa mình có cơ hội mình làm tốt hơn, thì ngày nào mình sẽ cố gắng hết mình. Như vậy là không biết là khi phải đối mặt với những cái chứng thương làm cho mình bị stress á, thì Stephen có những cái động lực nào để mình vượt qua cái khoảng thời gian đó? Thì cái khó nhất là cái lần đầu tiên thôi. Thì lần đầu tiên mà mình đã vượt được rồi thì mình sẽ có tự tin hơn để vượt được cái lần sau này. Anh Huy nghĩ sao ạ? À? Em thấy là đúng là cái gì cũng phải có lần đầu tiên đấy ạ. Cái lần đầu tiên của anh đó hả? Anh hồi mới nói lúc đó anh không có nghĩ là mình làm cách nào, có cần phải có đồ bảo hộ hay là không, hay là mình cứ để chậm vậy mà mình làm chuyện đó luôn. Nhưng mà rất là vui sướng khi mà mình đưa bóng vô lỗ được, đúng không? Đúng rồi. Vâng ạ. Dạ. Và chỉ một lần black thôi là never get back. Never give up chứ phải never give back anh. Vâng ạ. Còn một câu hỏi nhỏ bé xíu nữa thôi gửi cho Sam. Không biết là Sam mình có thấy là ở cái khu vực Lùi lại tiếp tục nè. Được chưa mọi người? Không thể nào lùi được nữa. Xin mời Sam thể hiện. Một lần nữa hôm nào.
Hop Never Die. Chúng ta vẫn đang chờ đợi lần đầu tiên của anh Bowie đây ạ. À? Không hề có đồ bảo hộ. Biết rồi, biết rồi đây. Đâu anh? Thôi anh ạ, tôi đi ở cái này. Bất kể cái chuyện gì nó xảy ra, thì hãy cứ làm just fucking do it. Just fucking do it, là cứ làm con mẹ nó đi. Và nhớ phải luôn mỉm cười bất cứ giá nào, ok? Em hiểu không? Là phải thêm cái nụ cười đó, nó mới có năng lượng đúng không anh? Nó mới có năng lượng, là mình cười, mình làm mình cười như nè. Yeah. Không, nhưng mà có một sự thật như thế này, nếu mà mình làm mà mình không cười, em nghĩ là may mắn không có đến đâu. Làm phải cười chứ. Phải cười, phải có một nguồn năng lượng tích cực. Đúng rồi, vậy khách hàng mới thích. Dạ, mới gặp lại nhau đúng không anh? Với quý vị có một câu nói như thế này, chúng tôi không có kế hoạch B, chỉ có kế hoạch A thôi. Làm không được cách này thì làm theo cách khác. Đúng rồi. Và đó cũng chính là năng lượng mà chúng tôi muốn truyền tải cho tất cả các bạn trẻ. Hãy đánh thức đam mê của mình, hãy theo đuổi nó cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và hãy nhớ là anh Bowie nói vừa làm vừa cười nha mọi người ơi. Đúng rồi. Bất cứ giá nào cũng phải làm nha. Không làm được hợp đồng chết đó. Vâng, xin được cảm ơn anh Bowie, cảm ơn Stephen và Thế Bảo với phần giao lưu chia sẻ rất là chân thành và dễ thương và hài hước vừa rồi đã đem đến cho tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn anh rất nhiều.